mình muốn giới thiệu đây là công nghệ RFID. Vâng, xin chào các bạn. Căn cứ theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của thầy Nguyễn Văn Hiệp, căn cứ theo đề cương môn học RFID của thầy Nguyễn Văn Hiệp đưa ra, hôm nay mình xin thực hiện một video clip để giới thiệu về môn công nghệ RFID. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúng ta bắt đầu vào phần giới thiệu công nghệ RFID này nhé. RFID thực chất là tên viết tắt của Radio Frequency Identification. Công nghệ này có nghĩa là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến. Cái thành phần và để tạo nên cái công nghệ này cơ bản nhất là gồm có thiết bị thu và thiết bị phát. Hai thiết bị này nếu muốn tương tác làm việc với nhau thì chúng phải có cùng tần số. Và tần số mà để sử dụng cho công nghệ này là 125 kHz hoặc là 900 MHz. Nhưng mà tần số 125 kHz thì mình được sử dụng nó phổ biến hơn và được dùng rất là rộng rãi. Các bạn thấy trong hình, đây là sự biểu diễn nguyên lý hoạt động của công nghệ RFID. Các bạn thấy trong hình không? Đây là hai thành phần chính, một là thiết bị đọc reader và thiết bị phát có gắn chip hay còn gọi là tag. Thiết bị đọc thì được gắn thêm anten để thu phát sóng điện từ, còn thiết bị tag thì gắn với vật cần nhận dạng. Rồi, mỗi tag chứa một mã số nhất định và không trùng lặp nhau. Chúng ta cùng vào nguyên lý hoạt động của nó nha. Đầu tiên là thiết bị reader luôn phát ra sóng điện từ ở một tần số nhất định. Khi mà tag nằm trong vùng hoạt động, sẽ cảm nhận được sóng điện từ này và thu nhận năng lượng từ đó. Rồi từ đó thiết bị reader sẽ nhận biết là tag đang nằm trong vùng hoạt động, nhận được dữ liệu đó và sẽ gửi đến máy tính. RFID có rất nhiều ứng dụng. Ứng dụng đầu tiên là ví dụ như là ứng dụng để quản lý đối tượng, quản lý con người, như là quản lý nhân sự, các nhân viên trong công ty. Rồi ứng dụng trong y tế, bệnh viện. Ứng dụng để mà trong ngành động thực vật học, mình gắn các tác thẻ vào để mình quản lý vật nuôi, số lượng vật nuôi, số lượng cây trồng. Rồi mình có thể sử dụng ứng dụng vào mạch chống trộm xe máy chẳng hạn. Rồi mình ứng dụng vào đâu đó các bạn? Ai mà biết. Ứng dụng vào quản lý hàng hóa trong siêu thị. Và ứng dụng mà để quản lý xe qua trạm thu phí. Rồi ứng dụng làm trong thẻ căn cước, thẻ visa chẳng hạn. Rất là nhiều ứng dụng của công nghệ RFID mang lại cho chúng ta. Và lời cuối cùng, em xin cảm ơn Đảng và nhà nước đã chèo lái con thuyền xã hội chủ nghĩa thành công, giúp cho đất nước ta càng ngày càng phát triển. Và lời thứ hai, em xin cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra, nuôi con khôn lớn và lo cho con ăn học nên người. Và lời cuối cùng, em xin cảm ơn thầy Hiệp đã hướng dẫn, giúp đỡ và chỉ dạy em tận tình để em có thể thực hiện video clip này thành công nhất có thể đối với em. Em xin trân trọng kính chào.